Alo, chào các bác, chào mừng các bác đến với kênh Mua Bán Ô Tô Cũ. Hôm nay ngày 17 tháng 9, 2018 thì bên em mới nhập về được một chiếc Hyundai Getz số tự động. Nhưng mà chiếc xe Getz này thì đặc biệt nó mang tên là Click các bác nhé. Bởi vì nó là bản đủ số tự động, sản xuất 2009, xe nhập tư nhân một chủ từ đầu các bác nhé. Vâng, xe máy 1.4 sản xuất 2009, tư nhân một chủ từ đầu, vẫn nguyên biển 4 số các bác nhé. Thì em sẽ đi giới thiệu chi tiết chiếc xe này để cho các bác cùng được biết. Thì hiện tại em đang ở ngoài đường, do vậy là nó hơi ồn một chút, mong các bác thông cảm. Đây, về phần em sẽ đi một vòng quanh xe cho các bác cùng xem nhé. Xe thì còn rất đẹp luôn, tự nhiên một chủ từ đầu. Xe được sử dụng la răng đúc này, phanh đĩa này, phanh sau vẫn là phanh tăng trống đó bác nhé. Tabli sau này, tabli cửa phụ này, keo chỉ thôi em bỏ qua không quay nhé các bác nhé. Cho bác cùng xem này, chiếc xe này rất là giữ gìn luôn. Đó, ốc bản lề này, mọi thứ còn rất đẹp luôn. Đây, cho bác cùng xem này, chất xe này nó nằm ở những cái này cũng khẳng định được là xe đẹp hay không. Sản xuất 2009, tên Click các bác nha. Hyundai này biển 4 số, một chủ từ đầu này. Tắp ly cửa sau này cho các bác cùng xem này, xe hoàn toàn là không kinh doanh dịch vụ, không taxi. Đây là hàng ghế sau này, xe thì được trang bị ghế nỉ thôi. Bác nào mà có nhu cầu lắp ghế da thì bên em cũng lắp được ghế da cho các bác bình thường các bác nhé. Đó, cho các bác cùng xem bộ kính tổng này, còn rất đẹp đúng không các bác? Số vít của xe này, sản xuất 2009 nhé bác nhé, xe nhập khẩu của chiếc Hàn Quốc này, không bản lề này. Đây, quay được mắt cho các bác cùng xem này, vô lăng này, vô lăng còn rất đẹp luôn. Và này, các bác cùng xem này, còn chất chất luôn. Ok, nổ máy cho các bác cùng nghe nhé. Vâng, xe đặc trưng của Hyundai Getz. Và hiện tại chiếc xe này chạy được 10 vạn các bác nhá. Thì nó là số tự động, là bản cao cấp, nên do vậy là được trang bị nút bấm tích hợp trên vô lăng. Vâng, vô lăng bọc da, đây là tắp lô này. Đó, cho các bác cùng xem này, không hề khoan đục đâu các bác nhá. Điều hòa cơ, hai tẩu sạc và chỗ cắm tai nghe với lại bộ đàm ở bên Hàn Quốc. Đó, đài SM CD. Và chìa khóa vẫn là chìa khóa cơ các bác nhá. Đặc biệt chiếc xe này là chiếc xe số tự động. Vâng. Rất tiết kiệm nhiên liệu, máy 1.4. Vâng. Đó, anh quay qua cho các bác cùng xem đây. Cũng nói lại với các bác thì do làm việc quá, do không làm được chi tiết
thì phần máy móc thì em nói luôn xe có rất là đẹp, cam kết cho các bác là không đâm đụng ngập nước, do vậy là về chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm các bác nhé. Vâng, thì em xin giới thiệu lại, đây là chiếc Hyundai Click hay còn được gọi là Hyundai Gate, máy 1.4 số tự động, sản xuất 2009, xe nhập khẩu nguyên chiếc nội địa Hàn Quốc. Hiện tại bên em đang bán với giá là 258 triệu, giá chỉ thương lượng được một chút. Như vậy là bác nào quan tâm thì alo theo số điện thoại 0968 831 280 để nhận được giá tốt nhất chiếc xe này các bác nhé. Và một lần nữa cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Chào các bác.